đây bây giờ không dùng được đây này. Máy rửa mặt đấy, em mới chuyển sang đây này. Chào chị, em có thể giúp gì cho chị ạ? Chị ơi. Dạ vâng, em đây ạ. Anh cứ gọi là em đi cho nó thân thiết ạ. Vậy mà em qua bên này nhé. Biết anh có thể giúp gì được cho em thì anh xem cho em mua cái máy này ở bên mình vì không bật lên dùng được, mất hết cả mình. Thế em đã sạc điện cho máy lần nào chưa? Phải sạc nữa ạ. Em tưởng mở ra là dùng được luôn. Đúng rồi em, máy này cần sạc điện. Chỉ cần sạc một lần là có thể sử dụng được lắm rồi đấy. Em về nhà sạc như thế này rồi sử dụng nhé. Thôi em cảm ơn anh nhé, thật ngại quá. Không có gì, đấy trách nhiệm của anh mà. Chán nhé, về nhà nếu mà có vấn đề gì thì gọi cho anh vào số này nhé. Số điện thoại ạ? Vâng, em biết rồi. Vừa có máy chị dùng lại, vừa có số điện thoại trai đẹp. Sướng quá trời.